thứ ba cũng mới về. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ làm khổ con gái tôi. Tôi sẽ không tha cho cậu. Cậu muốn đấu với tôi phải không? Bình tĩnh con, bình tĩnh con. Có gì từ từ nói con. Kìa. Đại. Đại à. Con có sao không? Con có sao không? Này đứng lên đi. Đứng lên đi. Này đứng lên đi con. Nè Đại hả? Đại, có chuyện gì từ từ nói đi con. Nè đi vô nhà nghỉ đi. Thôi đi con, hình như nó say rồi. Có gì mai nói sau đi. Thôi tao về nha, có gì ngày mai gọi cho tao. Sao anh lại đối xử với Kim Ngân như vậy? Anh thật là quá đáng. Đến cô mà cũng lên tiếng dạy đời tôi nè. Tôi không có ý dạy dỗ anh. Tôi muốn nhắc cho anh nhớ, để có một gia đình như vậy không có dễ đâu. Anh nên biết giữ gìn nó. Hả? Dạ chưa. Ba mới về quýnh anh xong nè. Đàn ông mà, ra đường giao du công việc, uống bia tiếp khách là chuyện bình thường thôi. Em như vậy mà em đi ghen với mấy con nhỏ đó sao? Tôi không ghen, nhưng tôi cảm thấy anh kinh tởm. Tại sao anh lại có thể ôm ấp những đứa con gái như vậy chứ? Anh có biết tụi nó qua bao nhiêu tay thằng đàn ông rồi không? Một đại tiểu thơ thì không nên ăn nói như vậy. Ghen tuông dớ dẫn là thiếu đẳng cấp. Tôi cảm ghét anh, tôi cảm ghét anh. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả? Đúng là đàn bà, cái gì cũng nói được hả? Đi cặp với mấy con đẹp đẽ chân dài á thì cũng lồng lộn, đi với ghé quán bar thì coi thường. Mẹ ơi, sao con lại khổ như vậy hả mẹ? Mẹ về với con đi mẹ ơi. Gần đây nghe nói có người thu gom cổ phần của MT Bank với số lượng khá cao. Chắc đây là một đại gia trong ngành tài chính ngân hàng định thu tóm MT Bank đây mà. Ngày hôm qua cũng có người gọi điện hỏi mua cổ phần của tôi, nhưng tôi đâu có ý định bán đâu. Ủa, anh có biết mặt người mua không vậy? Tôi cũng không rõ lắm. Không biết chừng nào người đó mới ra mặt MT Bank đây nữa. Xin mời ông. Một năm qua anh chỉ giao dịch với tôi. Tôi biết là anh có nhiều thắc mắc. Hôm nay ông chủ của tôi muốn gặp mặt anh. Tôi được gặp mặt ông chủ. Ông ấy rất hài lòng với cách làm việc của anh. Thu gom số cổ phần lớn như vậy ở MT Bank không phải là chuyện dễ. Tôi đã làm hết sức có thể. Cái may mắn là tôi nằm ở bên trong nên nắm rõ mọi thông tin nội bộ. Thực sự thì cái khoản quy hồng cũng hấp dẫn tôi. Nhưng điều mà làm tôi thú vị nhất là không biết ai sẽ là đại cổ đông để đấu với tổng giám đốc hiện tại. Nói thật thì lúc đầu nhìn ông, tôi cứ tưởng đó ông là ông chủ. Không, tôi chỉ là trợ lý thôi. Ông chủ tôi là người rất đặc biệt. Anh gặp rồi sẽ rõ. Tôi thực sự rất căng thẳng. Vào đi, tôi ở ngoài này.
ba về kia kìa. Ở đây con đi học về rồi hả? Ai đón con vậy? Dạ ông cô đón con. Mẹ bị bệnh rồi không đón được. Ừ, thì nội cũng mới về. Cảm ơn nội đã rước cô tiếp giùm con. Đại à, bữa nay nội có chuyện muốn nói với con nha. Dạ. Đây, bà nội có gửi vú sữa cho con nè. Vú sữa mà con thích ăn nhất đó. Vô nói cô lụa cắt cho con ăn nha. Dạ. Yeah, con thích vú sữa lắm. Vậy vô đây, cô rửa sạch rồi cắt cho con ăn nha. Dạ. Đi. Nội, nội rất muốn nói chuyện với con, nhưng con đi sớm về khuya thường xuyên, muốn nói cũng không nói được. Dạ, tại vì công việc. Đừng lấy công việc ra mà biện minh với nội. Nội già rồi, nhưng chưa đến mức lẩm cẩm đưa con qua mặt đâu. Đại à, con có thấy mình cư xử tệ với vợ con không? Từ lúc lấy nó, con thừa biết nó là tiểu thơ cành vàng lá ngọc mà. Kim Ngân nó sống vô tư, hạnh phúc. Cho tới gần đây bao nhiêu chuyện xảy ra dồn dập với nó, con là người hiểu rất rõ mà. Dạ. Con biết nó đã chịu nhiều cú sốc từ chính gia đình này. Chuyện anh hai nó mất tích, rồi chuyện mẹ con bỏ đi lên chùa, rồi chuyện ba nó bị người ta ám sát hụt, rồi chuyện con bị bắt cóc. Bao nhiêu đó chưa đủ làm cho nó đau đớn suy sụp sao con? Con là chồng nó, đâu phải khách qua đường. Tại sao con lại không chịu hiểu tâm trạng khổ sở của vợ con? Sao con còn ra ngoài ăn chơi, đi sớm về khuya, lại để cho vợ con nó bắt gặp như vậy? Làm sao mà nó chịu được chứ? Con xin lỗi nội. Con biết là con đã sai rồi. Con xin lỗi nội thì có ích gì? Con đi mà xin lỗi vợ con kìa. Kim Ngân giờ để nó suy sụp trầm trọng, nhìn nó mà nỗi đau lòng không thể tả. Con bé không có lỗi gì, đừng có trút hận lên đầu nó. Nội biết giữa ba vợ con và con có những mâu thuẫn mà chưa giải quyết được. Nội, nội nói như vậy là nội có ý gì? Nội đã biết chuyện gì rồi sao? Nội không biết cụ thể, nhưng với cặp mắt trải đời của nội, nội có thể nhìn thấu những điều mà người khác muốn giấu. Cuộc chiến của những người đàn ông trong nhà này bao giờ mới kết thúc? Các người có biết đã làm khổ những phụ nữ trong nhà này nhiều lắm không? Con chưa kết thúc. Mọi thứ đã bắt đầu lên tới đỉnh điểm. Hãy chờ xem. Con đã suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chưa? Đừng để mình phải hối hận. Dạ, thưa sư bà, con đã quyết định rồi. Cũng đã hơn một năm con ở trong chùa. Con cảm thấy cuộc đời còn lại của mình thích hợp với nơi này. Bây giờ đây, con chỉ muốn được bình an, tụng kinh niệm Phật. Liệu con có tìm thấy sự bình yên chân thực trong tâm hồn con chưa? Hay chỉ là cái vẻ bề ngoài do ngoại cảnh tạo nên cho con? Sư nói đúng, con thật sự chưa tìm thấy được sự bình yên. Điều mà con lo nghĩ là hai đứa con của con. Đứa con trai sống chết như thế nào con cũng không biết. Nhưng nếu nó chết rồi,
thì phải lo cho nó được mồ yên mã đẹp, con mới yên lòng. Con thấy chưa, nghiệp hồng trần còn chưa dứt thì làm sao con có thể giao duyên nơi cửa Phật được. Bây giờ sư sẽ cho con thêm 3 tháng thử thách. Nếu sau 3 tháng đó mà con vẫn quyết tâm thì lúc đó sư sẽ xuống tóc cho con. Dạ, con cảm ơn sư. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Coi kìa, tội nghiệp con ghê chứ. Bà ngoại đã không có ở nhà, anh thì đi làm suốt. Em nằm hoài như vậy, không chăm sóc cho con, em có thấy tội con không? Cô Tít nè, con năn nỉ mẹ đi. Nói mẹ ngồi dậy, bà sẽ dẫn cả nhà đi ăn. Mẹ ơi, mẹ dậy đi mẹ, con muốn đi ăn kem. Kim Ngân à, em không vì anh thì cũng vì con chứ em. Chuyện đã xảy ra bao nhiêu lâu rồi mà em cứ giận anh hoài vậy. Em thiệt là cố chấp quá đi. Anh trách cứ em hả? Dạ anh có đang tự trách mình không? Em đã làm gì mà phải chịu đựng anh đối xử như vậy? Những chuyện bất hạnh đang trút xuống đầu em, anh cảm thấy chưa đủ sao? Anh biết anh sai rồi. Anh đã làm em khổ rất nhiều, đừng giận anh nữa. Anh sẽ thay đổi vì con và vì em. Mẹ, dạ em nghe đây. Dạ dạ, em tới liền. Anh có chút gì quan trọng phải ra ngoài một chút. Lại thất hứa đưa mẹ con em đi ăn rồi. Ai gọi cho anh vậy? Người đó quan trọng lắm sao? Anh đừng đi có được không?
Người đó rất quan trọng, anh không thể không đi. Cô Tiến nè. Dạ. Con ở nhà với mẹ ngoan nha. Ba đi công việc chút về, ba xin mua gà rán cho con. Dạ, nhưng ba nhớ mua kem nữa nha ba. Ừ, được rồi. Anh đi nha, xong việc anh về liền. Anh lại đi hẹn hò với ai chứ gì? Chúng nào tật đó mà. Mẹ, chừng nào mẹ mới chở con thăm bà ngoại cho mẹ? Con hai đi đâu mà lâu quá vậy mẹ? Sao con hai không về nhà vậy mẹ? Chào anh. Anh ngồi chờ một chút, ông chủ đang tiếp khách. Mời anh dùng nước. Cảm ơn. À, không biết là anh ấy à quên, ông chủ gọi tôi gấp có chuyện gì không? Tôi nghe nói đại hội cổ đông của MT Bank lần này ông chủ quyết định xuất đầu lộ diện. Ông chủ định ra mặt thật sao? Ừ. Vì vậy ông chủ mời anh tới đây để bàn bạc cụ thể. Dù gì anh cũng là tay trong. Chào anh. Anh lên đi. Ừ. Mọi thủ tục pháp lý anh đã lo xong chưa? Xong rồi. Giờ ông chủ là người đứng tên hợp pháp trên số cổ phần mua lại của MT Bank. Anh là luật sư, nắm rõ về mặt pháp lý, nên hôm họp cổ đông, cả tôi và anh đều phải có mặt bên cạnh ông chủ. Anh cứ yên tâm, tôi đã hoàn tất mọi thủ tục pháp lý. Làm ăn bây giờ á, hơn thua nhau ở chỗ phải nắm luật thật chắc. Về Việt Nam lần này, tôi rất yên tâm vì được hợp tác với một luật sư dày dặn kinh nghiệm như anh. Cảm ơn anh. Tôi sẽ phép về để còn đi lấy vài chữ ký và đóng dấu các hợp đồng. Ừ. Chào anh. Chào anh. Cậu đứng lại đó cho tôi. Dạ, thưa ba gọi con. Cậu đi đâu giờ này mới về? Dạ, con có chút việc bên ngoài ba. Cậu đừng nói với tôi là vì công việc của công ty mà ngày nào cậu cũng ra ngoài tới giờ này mới về nha. Cậu giỏi giang quá đó. Tôi đã cảnh cáo cậu nhiều lần rồi, đừng để tôi thấy cái trò này của cậu nữa. Cậu nên nhớ, đưa cậu lên được cái ghế giám đốc, tôi cũng có thể kéo cậu xuống mấy hồi. Tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Cứ tưởng đâu là không còn có cơ hội để trả thù ông nữa. Nhưng đúng là ông trời có mắt. Đại hội cổ đông lần này sẽ xuất hiện một nhân vật quan trọng. Nghe nói ông ta sẽ thu gom số cổ phần của MT Bank khá cao. Tổng giám đốc đã bán bớt cổ phần của mình, nhưng hiện nay ông vẫn là người đứng đầu với 52%. Ừ. Nhưng người thu mua cổ phần thu gom khá cao, hiện đang đứng thứ hai sau tổng giám đốc. Nói thiệt, có người bỏ nhỏ vào tay tôi kêu bán số cổ phần, nhưng tôi đâu có chịu. Hình như người này có âm mưu muốn chiếm cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị của MT Bank. Cậu có biết mặt cổ đông mới của MT Bank không?
Làm sao mà tôi biết được? Tôi cũng đang rất là nóng lòng để gặp mặt người này đây. Không biết cổ đông giấu mặt là ai đây. Mọi người đang bàn tán xôn xao. Tin nóng nhất hôm nay là được diện kiến cổ đông giấu mặt bao lâu nay. Tôi không biết, nhưng mà nghe đồn là người này giàu có lắm. Tài sản của ông ta có thể mua được cả 3 cái ngân hàng MT Bank. Dữ vậy sao? Cậu ấy mất tích. Đúng rồi mà. Sao lại xuất hiện ở đây? Chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp. Chào mừng cổ đông lớn thứ hai đã đến tham dự đại hội cổ đông của MT Bank. Sau một thời gian hoàn thành về mặt pháp lý và đứng tên hợp pháp trên số cổ phần mua lại của MT Bank, ông Thành Thiên, ông chủ của chúng tôi, hôm nay sẽ ra mắt tất cả các cổ đông ở đây. Và bây giờ tôi sẽ phát bản photo cho tất cả các vị để chứng minh sự hợp pháp của tất cả cổ phần mua lại. Và với tỷ lệ 30%, ông Thành Thiên là cổ đông lớn thứ hai ở MT Bank. Giám đốc kìa, ông biết sao vậy? Giám đốc. Ngoại nhớ con quá. Ba, con nhớ bà quá à. Bà cũng nhớ con. Con khỏe không? Bà ơi, hình như bà ốm nhiều lắm á. Chào chị Xui. Chào chị. Lâu quá không gặp, chị Xui khỏe không? Tôi cũng đau hoài à. Bệnh già mà chị. Mẹ. Sao còn nhợt nhạt dữ vậy? So với lần trước con ốm đi nhiều lắm. Thiếu ngủ hay sao mà mắt thâm quầng vậy con? Con ổn mà. Mẹ đừng có lo cho con. Mẹ với lại bà nội cô Tiết lại ghế ngồi tâm sự đi. Để con với Lụa đem đồ vô cúng dường cho chùa. À, cô Tiết theo mẹ, đừng có quấy rầy hai bà nói chuyện nha con. Dạ. Đi Lụa. Con đi nha bà. Mình vô trong nghe chị. Chị Xui à, nghe tin chị tháng sau xuống tóc, còn Ngân nó khóc hết nước mắt. Nó nhờ tôi xuống đây khuyên chị. Tôi biết tôi làm vậy là có lỗi với nó, nhưng tôi hết cách rồi chị à. Chị có nương nhờ cửa Phật thì tôi mới có thể sống tiếp quãng đời còn lại của mình. Dẫu biết là rất khó, chứ không đơn giản đâu. Chị nghĩ lại đi, mình còn trách nhiệm với con cái. Bây giờ tụi nó không còn cần mình chăm bẩm tụi nó như lúc nhỏ nữa. Nhưng mà tụi nhỏ vẫn cần tình thương của một người mẹ. Chị đành dứt tình mẹ con sao chị? Chị không biết cảm giác của tôi lúc này ra sao đâu. Nghĩ tới con gái, rồi nghĩ về con trai, tôi thật sự bế tắc, không tìm ra lối thoát. Tôi chỉ muốn chết để tự giải thoát cho mình. Chị đừng nghĩ quẩn như vậy. Cả đời làm mẹ, mình chỉ sống vì con. Tụi nó có lớn khôn bao nhiêu thì cũng cần có mình bên cạnh. Chị nhìn Kim Ngân đi. Từ khi chị lên chùa, ở nhà xảy ra nhiều chuyện. Nhìn con nhỏ cứ như người mất hồn. Nó không còn hồn nhiên vô tư nữa. Con chào sư cô. A Di Đà Phật. Đưa đây cho mẹ. Thưa sư con đi. A Di Đà Phật, con chào sư bà. Tổng giám đốc có cần tôi đưa tới bệnh viện không? Không sao đâu. Ra ngoài đi, tôi cần yên tĩnh.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nè, cậu là trợ lý, chắc là cậu biết được chút ít gì phải không? Cậu có nghe tổng giám đốc nói gì về sự xuất hiện của con trai ổng không? Tôi cũng đang toát mồ hôi đây, không nghe nói gì hết. Cũng như mọi người, tôi và tổng giám đốc cũng đang rất tò mò về cổ đông mới này. Ai ngờ đó là Thành Thiên. Bao lâu nay chỉ biết thông tin là cậu ta đột ngột mất tích, sao bây giờ lại xuất hiện một cách ngoạn mục như vậy? Tôi biết tôi có lỗi với con bé nhiều lắm, tạo ra chi cho con bé một thế giới hoàn hảo để bây giờ giông tố trút xuống đầu nó. Nó lấy gì mà chống đỡ đây? Vô ngồi đây với nội nè. Mẹ lại khóc nữa rồi. Mẹ biết mẹ không phải là một người mẹ hoàn hảo. Mẹ đã sinh ra thì phải chăm lo cho con tới suốt đời. Vậy mà mẹ lại trốn tránh trách nhiệm của mình. Mẹ, con không trách mẹ đâu. Con chỉ lo cho mẹ. Mẹ ngày càng lớn tuổi, sức khỏe của mẹ thì ngày càng yếu đi. Anh hai vợ sao con cũng không biết nữa. Con chỉ muốn làm tròn bổn phận của một người con, muốn được chăm sóc cho mẹ thôi. Anh hai của con còn sống hay đã chết? Có chết thì cũng phải biết ngày giờ để mà mai chay cho nó. Phải có mồ, có mã. Đàn mẹ, chị đừng tự dằn vặt mình như vậy. Đâu phải là lỗi tại chị. Không, tất cả là lỗi của tôi. Tại tôi mà cuộc đời Thành Thiên mới ra nông nổi như vậy. Mẹ, mẹ nói gì mà kỳ vậy? Sao lại là lỗi của mẹ được chứ? Con không biết đâu. Con không thể biết được những quẩn khúc trong cuộc đời mẹ. Tôi không hiểu sự việc lại ra như vậy. Tôi cũng không ngờ mọi chuyện nó đã xảy ra nhanh như vậy. Thật đúng là rồi. Khó lường. Cô nghe ba. Cậu vô phòng tôi ngay. Dạ. Sự trở lại của Thành Thiên. Dạ thưa ba, con không biết gì hết. Con cũng bất ngờ như ba vậy thôi. Ba đã có tuổi rồi, ba không nên nóng nảy như vậy, có chừng ảnh hưởng tới sức khỏe của ba đó. Với nhau định quay lại hạ tao sao? Tao sẽ giết mày. Bà quên với tôi gì ba? Có một thỏa thuận hay sao? Ngay khi tôi chết, cái của bà sẽ biết hết tất cả sự thật về người cha hoàn hảo của cô ta. Tao có sự lựa chọn sao? Tụi mày đã dồn tao tới bước đường cùng, tao chẳng còn gì để thương lượng với mày nữa. Hoặc là tao chết, hoặc là hai đứa mày.
Anh không thể nào tưởng tượng được cơn giận dữ đang nhấn chìm ông ấy khi mà anh xuất hiện như thế nào đâu. Tôi không quan tâm tới cơn giận của ông ấy. Điều tôi muốn là hạ gục ông ấy càng sớm càng tốt. Em hiểu được nỗi uất hận của anh. Trở về từ cõi chết là một điều không đơn giản. Lời gặp anh đầu tiên khiến em như chết sững, cứ ngỡ như là mình đang gặp ma vậy. Anh Hải, có phải là anh không? Là tôi đi. Em đã giúp anh sắp xếp cho cuộc chạm trán ngày hôm nay. Rõ ràng chúng ta đã làm cho ông ta chết đứng thật sự. Chưa đâu, tất cả chỉ là mới bắt đầu. Còn nhiều điều khiến ông ta chỉ muốn tự sát để giải thoát cho mình. Trước khi tôi tự tay giết ông ta. Thực sự là em cũng rất căng thẳng trong thời gian qua. Khi gặp lại anh, mọi chuyện cứ như là đảo lộn lên tất cả vậy. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay, em vẫn chưa biết là vì sao anh lại biến mất, rồi lại xuất hiện một cách bí hiểm như vậy. Ai đã cứu anh? Ai đã đứng đằng sau anh? Chưa đến lúc cậu phải biết mọi chuyện đâu. Hãy kết thúc mọi ân oán hận thù của chúng ta vào mấy đi. Em biết rồi. Nhưng mà em có nên cho mẹ và Kim Ngân biết là anh vẫn còn sống không? Không, tôi cấm cậu. Không được để cho họ biết sự trở về của tôi. Tôi cần thêm một khoảng thời gian nữa. Cậu có muốn tôi giúp cậu trả thù cho em gái cậu không? Đó là ước muốn lớn nhất đời em. Không trả được nỗi hận này, em chết không nhắm mắt. Cậu hãy hứa cho tôi một chuyện. Bất cứ chuyện gì anh muốn. Cậu bỏ bớt thời gian ăn chơi ở ngoài đường, quay về mà chăm sóc cho em gái của tôi. Nó đã chịu đựng quá nhiều, đừng làm cho nó khổ thêm nữa. Sao, cậu có dám hứa với tôi không? Em hứa. Cậu nên biết Kim Ngân đối với tôi rất là quan trọng. Tôi sẽ giúp cậu rửa hận nếu cậu giữ lời hứa với tôi.